tổng kết tiếp nữa. Mình còn 1 phần 3 chặng đường nữa và mình mới xong được 15 game rồi. Có lẽ vì một tập mình chơi ít game hơn. Nó không quan trọng. Tiếp tục thôi. Chưa chắc đấy sẽ tập cuối cùng. Because Picross có phải cái game mà ta điền vào mấy cái ô vuông không? Dạ đúng rồi, Picross là cái game kiểu này này. Mình chưa chơi game này bao giờ vì mình nhìn thấy nó chả thú vị thế. Dạ, để xem nào. Có thể mình sẽ không phá đảo được ấy. Đúng rồi. Đến đâu thì đến. Wow, hơi chất lượng so với một game Picross đấy. Ok, mình chẳng hiểu gì cả. Ok, để xem nào. Chúng ta 4 level à? Thế này. Ok, mình hiểu rồi. Cái này reset đi. Ok, mình bắt đầu phá game rồi. Nào. 10 năm đến 10 năm mà. Thế toàn bộ hàng này không? Nào. Đây, mình gaming ấy. Ồ, chỗ này số 1 đấy, tức là à, hiểu rồi. Rồi sao nữa? Đây. À. Ta không. Ok. Cái này là hai này, tức là nó bị cách ở đây. Còn 7 cái liên tiếp này kìa ở trên này. Vẫn khó ấy. Hai ba hàng này 14 này. Nên chắc chắn phải. Đấy như thế. Đấy, bắt đầu quen đấy. Thế chắc chắn chỗ này này. Rồi chỗ này. Mình không nghĩ đây là game để bình luận nữa mấy. Hàng này chắc chắn là 12 đây. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám. Đây 8 ở đây. Rồi hàng này là 7 9. Hàng này cũng được rồi này. Dạ mình quen đấy. Đấy, rồi đây. Yep. Em màn đầu tiên chắc dễ rồi.
37. Thế sắp thành hình rồi ấy. Mình chả hiểu là hình gì hết. Bốn, năm, tám này, sáu, ba, dấp dấp dấp, chỗ này xong rồi. À, sắp được rồi. Được rồi. Nhưng mình chưa nhìn ra hình gì hết. Mẹ nó không cho mình biết là để hình gì. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Ok, đầu tiên thế này. Cái này có 20 cột, tức là 9, 7, 16. 3 cái này 19 rồi. Đấy, mình bắt đầu hiểu ấy. Cái này full luôn nè. Xong luôn. Ok, có story à? Mẹ rút nào ấy? Căn chuồn. Chúng ta có gì đây? Trông sao cô mê khác quá. Có lẽ cô ấy từng thích đi săn à? Một bác cu nằm thì ở đây. Tôi chỉ đi qua thôi, đừng để ý. Đi qua. Phải, cô không cần lo. Tôi không định can thiệp đâu. À, đây là hồi sao cô mê còn hai cánh. Lưu ý đây không phải căn lịch. Rồi sao nữa? Mình mới chơi 2 level rồi. Khoan đã. Một level con nèo cái này. Một level cái nèo cái này. Oh shit. Một level có nhiều cái này tệ thật. Bắt đầu khó đấy.
Tôi nghĩ ok, thực sự lần này mình chịu ấy. Tiếp theo kiểu gì? Mình chưa gì mình đã tắt rồi ấy. Cái này là cái cơ bản nữa. Đây một level khác hoàn toàn. 20 lần 20, mày giết tao à? Mình nghĩ mình đoán được cái gì đó. Ok, hình sắp xong rồi mà mình vẫn chưa đi ra hết. Ok, nốt 3 này. Mình vẫn chưa nhìn ra. Sao vậy? Nó đen xì. Buồn quá, tôi buồn. Map này nó cũng không cho mình đầu mối nữa hết. Mình thử lại cái này xem tại sao bị lỗi. Ok, nó vẫn đen xì. Lần đầu mình chơi Picross thì cũng thú vị ấy. Nhưng đây mới là lần đầu thôi nên mình chưa đủ thông minh. Chỉ là Picross thôi thì
Hình như có story mà mình không được xem. Chọn đơn. Em với người chơi lần đầu thì mình hiểu khá nhanh. Ok, vì thời gian sắp hết rồi và tập này chỉ chơi mỗi Picross thôi, có vẻ chưa đủ nên chúng ta chơi một game nữa. Và tên nó là Eternity. Eternity nào? Ấy chỉ là Visual Novel. Mình không biết nói gì thêm. Chúng ta nhanh chóng chuẩn bị bắt đầu. Hóa ra game này chỉ có thể chơi trên browser thôi nên mình được chuyển sang này. Mình không biết là game này sẽ cho mình cái vai nào nữa. Được. Bắt đầu ấy. Skip gì á? À, mình thích bài này. Em nói trước ở đây chỉ là visual novel thôi. Ồ, một ngày mệt mỏi, quay về văn phòng thôi. Cái gì? Nó che mắt chữ ấy. À, ai đó sẽ rất vui về cái này xem. Cái gì? Không đi nữa. Đây là nghệ thuật. Trên đường đến ngọn núi. Đá có to lắm. Ara gặp phải một con cáo kỳ lạ. Hề, đoán xem là ai nào. Yep. Con cáo có một lời đề nghị cho Aya. Bình thường đây chỉ là visual novel thôi. Sao lại có nút skip đấy? Một lời đề nghị tự do và hạnh phúc. Aya cảm thấy hứng thú với lời đề nghị. Bắt tay con cáo. Aya ngất đi. Khi tỉnh dậy, tôi một tảng đá nằm bật đẹp. Hả? Mình đang chơi bằng chuột. Đi mình làm đi. À, thế sao? Ở đây rồi. Tại sao? Mình phải bấm liên tục 100 lần. Tại sao tảng đá này không núp ních? Mình sẽ bị kẹt đây bao lâu? Nó lại đâu rồi? Mình khá chắc nó chỉ dùng chuột thôi. Mình chả hiểu. Hả?
Mình có cảm giác là cái này cố tình ấy, nhưng mà mình không chấp nhận cái kiểu này. Nó cố tình chứ mình phải bấm nhiều lần. Cơ thể tôi mệt, lưng đại, ăn đầy sức sống, kiểu thế. Rốt cuộc cái tự do đó là gì? Và giờ mình lại kẹt. Trong lúc đó mình sẽ làm việc khác ấy với một tay. Thế hôm nay các bạn nào, đây không phải là stream nên chắc mình sẽ cắt ngắn đoạn này thôi, mà không có thể nói cũng chán. Game này nó thử tính kiên nhẫn rồi. Mặc dù có gì đó rất bí ẩn về tình huống này, mày kể nói thì nó nhiều hơn một câu được. Không hiểu sao mình vẫn còn tiếp tục làm cái này. Mình hoàn toàn có thể đi chơi game khác ngay bây giờ. Có bao nhiêu game hay trong cái trang này mình đi làm cái này. Có phải vì đơn giản không? Có lẽ vì đơn giản quá nên mình nghĩ là nếu mình không làm được cái này mình chả làm cái gì. Hoặc là mình bấm sai chỗ nào đó. Đừng tầm này mình không nghĩ là có chỗ nào bấm sai đâu. Mình thề chuột mình có vấn đề sau vụ này. Đúng rồi, nó thực sự bắt mình phải bấm vài trăm lần đấy, và mỗi lần nó nhiều hơn, nhiều hơn và nhiều hơn. Mình cảm thấy hạnh phúc mỗi hạt bụi, mỗi giọt cát, hành trình đi lên cao đủ để tràn đầy thế giới của mình và một trái tim thiên cầu tội nghiệp. The end. Okay, get me out of here. Okay, mình phải thừa nhận là ý tưởng hay ấy. Đừng, nó chả có story ấy, nói thật. Challenge. Nó cũng bắt mình kiên nhẫn ấy.
bất tử. Cái này không nói về bất tử, cái này nói về sự vĩnh hằng. Được, ok.